gần đó nói sao cắt nhà cho chị, có phòng cho chị, có phòng cho Hải đó. Mà không có phòng cho cha đúng không? Chị có đọc được comment có đâu. Chứ chị có đọc được, nhưng mà thường thì những người lớn tuổi ở vùng quê nó khác với những người lớn tuổi ở thành thị, họ không có thích ở trong cái phòng. Đúng rồi. Sao bếp vậy nè. Đẩy thử cái anh. Được không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau, thuộc tỉnh Cà Mau. Và phía sau lưng đây là những cái công đoạn đầu tiên của cái việc làm móng của một ngôi nhà của chị Hường, của ông cụ Nhật ve chai. Hiện nay thì công trình đã tiến hành hơn một tuần lễ rồi. Ngày hôm nay thì các anh thợ cũng đã đem vào những cái phần đất để đổ vào cái phần nền. Và cái công trình đó được tiến hành tiếp theo như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng vào đây ha. Ở trong đây là đổ đất hả chị Hường? Chị tính mua đất nè, nhưng mà thấy đất lâu quá cho nên nói thôi đất cũng không có rẻ gì hơn cát, cho nên chị mua cát luôn. Em leo cát. Ở đây là đất. Đất là nó bán sao ta? Đây này 8 khối 2 triệu. Hả? 8 khối mà 2 triệu. 2 triệu mà nó đổ lâu đúng không? Đúng rồi, lâu, nó không phải có công bỏ công ra làm cho nó dễ lợi nữa. Vậy hả? Cho nên bây giờ chị thì cứ biết mà đơn chiếc đâu có ai đâu. Cho nên là chị đổ cát luôn cho nó lẹ. Cát là bao nhiêu, còn đất là bao nhiêu? Đất thì 8 khối mà 2 triệu nè, còn cát này 270.000 khối nè. Mình đổ hết 8 khối đất rồi đó hả chị? Đúng rồi, đã đổ hết đủ 8 khối đất rồi đó. Nhưng mà khi mà đổ nền, nó đổ đất thì mình lót gạch nó sẽ bị lún. Bị lún. Còn nếu như mà mình đổ cát thì nó không có bị lún. Ừ. Cho nên mà nó không có mắc hơn bao nhiêu, trên lệch chỉ có vài chục ngàn khối à. Cho nên là chị đổ cát luôn. Đúng rồi. Cát ở đây là không có được bơm mà phải đẩy xe gùa. Phải đẩy xe gùa lên như vậy đó. Ở trời ơi. Vậy là mình tính cái công đẩy luôn là bao nhiêu một khối? Không, cũng vậy à, tính luôn công đẩy rồi đó. 270 là người ta đã tính luôn công rồi đó. Là 270 là cát đổ nền đúng không nè? Cát nền. Cát lắp á. Là cát lắp á. Đúng là có phụ nữ, một mình phụ nữ mà xây nhà cũng vất vả, vất vả ha. Chị ở đây chị ban luôn nè. Làm được không chị? Trời ơi. Hồi nãy chị xuống xúc cát ở dưới, nói mượn cái anh kia anh lên ban. Hồi đó chị có đi cát đá mà. Thấy phụ nữ vậy đó chứ. Bữa nay mình đổ mấy ghe chị? Bữa nay đổ 2 ghe. Ngày đổ 2 ghe hả? Ừ. Tại vì nó cũng lâu đúng không? Lâu, tại xuống dưới bây giờ chạy về tới bên ấp 6 bển rồi cạp xuống dưới. Rồi cạp xuống ghe rồi chạy qua bên đây nữa. Hết bao nhiêu tiền vật tư rồi? Tính ra tiền vật tư là có hơn 50 à. 50 là vật tư ấy không đó, còn cái nền này chị ước lượng là có khoảng 10 triệu đó. Cái nền này đồ vô cát á. 10 triệu hả? Ừ. Còn xây là bao nhiêu rồi? Xây này gạch còn lại với sắt đổ cột rồi luôn, tính hết bộ cột với xây cái này không là khoảng 5 hơn 50 triệu rồi. Hơn 50 triệu với tiền công 7 triệu mấy nữa. Là 57 triệu rồi. Cũng như gần 60 rồi. Gần 60 rồi đó. 60 với lại đổ cát nữa là 70 rồi. Cát này cho 10 nữa đó. Lý do mình cuốn cái nền nó cao như thế này là do thủy triều. Đúng rồi, thủy triều nó nước nó dâng lên. Ở đây mình thủy triều nước nó dâng lên này. Nếu mình không cuốn nền cao thì nó sẽ ngập. Cuốn lên mấy tấc? 5 tấc à? 5 tấc. 5 tấc. Nhưng mà ở ngoài này có tô không? Không hả? Từ từ nữa mới tô. Cái này mình chỉ tô mấy trong đặng cho mình đổ này thôi nè. Dạ. Nói chung ở cái vùng này á thì cái việc mà cát thì nó mắc hơn so với trên mình đúng không nè? Nó giá nó cũng vậy nhưng mà nó không có ghe để vô đây bơm á, ghe bơm á. Không có ghe bơm. Nó khó khăn làm chỗ đó đó. Giờ đẩy thì nó cực công hơn. Ừ. Nó lâu hơn. Cái này mình dự tính đẩy cả mấy ngày mới xong chị? Ngày mai. Bữa nay ngày mai. Đổ tới đâu thì bàn tới đó, như đó là mình biết đủ trước. Mình sẽ tính được mỗi một hộp như thế này là bao nhiêu khối cát chứ? Tính tổng của cái nền luôn á. Đây, cát đầy xong mới thợ mới bắt đầu đầu thi công. Đúng rồi, cái nền mình xong rồi bắt đầu đổ cột. Rồi nhà vệ sinh rồi như thế nào? Nằm ở đâu? Nằm ở góc này. Như ở trên mình thì có đào hố ga rồi đó đặt. Còn ở đây thì sao? Ở đây cũng vậy mà.
Ở đây mình cũng có đào hố đồ này kia cũng vậy. Còn sau này nữa thì chị có khả năng thì chị sẽ lót cái sàn cho cha tiện lên xuống. Có một số cô chú anh chị lo rằng đó, nói sao cắt nhà cho chị, có phòng cho chị, có phòng cho Hải đó. Mà không có phòng cho cha đúng không? Chị có đọc được comment có đâu. Chứ chị có đọc được, nhưng mà thường thì những người lớn tuổi ở vùng quê nó khác với những người lớn tuổi ở thành thị, họ không có thích ở trong cái phòng. Đúng rồi. Sao bếp vậy nè. Thật ra họ họ không có thích ở trong phòng, nhốt họ trong phòng họ không có chịu đâu. Giải thích đi cho mọi người hiểu đi. Là ai cũng vậy hết á. Giờ hỏi tất cả 100% những người lớn tuổi ở thành ở nông thôn này, ai cũng thích được tự do, có một không gian tự do ở ở ngoài trước hoặc là ở nhà sau. Chứ họ không thích nhốt họ vô trong cái phòng, ngột ngạt lắm. Chứ không phải là chị ích kỷ hẹp hòi hay gì mà không cho cha riêng một cái phòng. Lý do đơn giản thôi, ở trong cái nhà thì nó nhà tường á thì nó bị tù túng. Cảm giác nó ở trong phòng thì nó bị chật chội. Có cái võng nằm nó cũng ở ngoài trước cũng mát. Hoặc là ở ngoài sau. Hoặc là ở ngoài sau. Thì nó sẽ mát hơn. Cái nhà ở miền Tây thì nó rất là khác so với nhà phố nha các bạn. Ở nhà phố thì mình có phòng, mình làm máy lạnh thì nó sẽ mát hơn. Còn ở miền Tây á, thì gió thiên nhiên thì nhiều. Đến cái việc mà sử dụng gió trời á thì nó dù gì nó cũng thoải mái hơn là gió nhân tạo rồi. Tuy nhiên rồi, cho nên là ai cũng vậy hết trơn á. Họ không có thích ở trong phòng đâu. Cái nhà mà chị cũng đã từng mơ ước nè. Rồi là một người phụ nữ mà gồng gánh nuôi hai người con mà cắt nhà nữa, thì đối với chị có cái gì nó khó khăn dữ không? Khó khăn thì thứ nhất là chị không có hiểu cái gì cái về cái nghề hồ hay là nhà cửa này hết. Cho nên là cũng nhờ mọi người góp ý một chút. Mọi người góp ý cho chị một ít. Rồi có mấy anh em thợ người ta cũng nhiệt tình, cái người ta hiểu biết á, người ta cũng nhiệt tình. Giúp. Rồi thêm nữa phụ nữ mà. Rồi có mình nên cứ thấy vậy đó. Trong ngoài trước sau rồi cơm nước nhà cửa ôi rồi phải lo ở đây. Mẹ. Sáng giờ chị còn chưa ăn cơm nữa đó. Mẹ cũng thương con quá mà, cho con đi học này mẹ phải làm suốt mà. Làm suốt. Đúng không? Sáng giờ chị chạy đi họp ngoại y tế cái chạy về đây rồi có ghe lại rồi chạy về đây luôn. Có được cái nhà cũng nói chung là các cái nhà là cũng không ăn không ngủ chứ không phải đơn chuyện. Cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Lúc này chị vừa ốm mà vừa đen nữa đó. Để dành tiền người ta cất được một cái nhà thôi là nhiều đêm trước là người ta đã không ngủ được rồi. Người ta sợ thiếu hụt. Có ngủ đó. Rồi có người cắt nhà xong là xuống ký luôn á. Mất ký luôn chứ gì nữa không mất. Có người kêu em là cắt nhà cặp nhà chị Hường luôn đi. Mua đất cắt nhà gần nhà chị luôn cho vui. Đây cái học sau rồi bắt đầu xuống tới học ngoài. Tới học ngoài. Cái này cái mình còn bơm nước xuống nữa. Dạ thì mình đổ đầy hết đi, bắt đầu mình bơm nước lên ra. Ừ, mình bơm nước xuống nữa. Có lẽ ngày mai nữa là đổ xong hả chị? Chắc ngày mai nữa chắc chị đổ xong ngày mai. Cái tay lâu cầm sẵn nó bị chai đó. Cái này là đáng lý là cái này là của Đạt đó chị hiểu không? Rồi bây giờ để tới mấy anh đổ tới cái học tiếp theo nè. Nhưng mà làm gì được Đạt ơi. Làm gì phụ hộ được chưa? Ở đây phụ. Ừ, nhưng mà làm 2 ngày chắc có phòng cái tay của Đạt. Ở đây phụ đi cho chị Hường đỡ tốn tiền công. Ừ. Thế chị Hà tiện chị đâu mướn người đâu, thấy không ta chị tự làm luôn thấy không? Để em ban nữ một cái xe gùa thử như thế nào nha. Đẩy xe gùa thì cái tiếng lâu hơn cái bơm. Ừ, đúng rồi cái bơm rất là nhiều. Bơm trong vòng tiếng đồng hồ là xong rồi. cũng cực cho mấy anh đúng rồi đó. Thôi em làm cũng được chứ anh, ngày xưa cũng có từng đi phụ hồ mà. Anh không biết hả? Thôi em trộn bê tông là được luôn đó nha. Chứ không phải nói không biết đừng trộn đâu. Được không Đạt ơi? Nếu như mà Đạt ngày xưa làm thợ hồ. Đạt chừng nào về đây? Dạ. Em đi đâu chơi hay là ở đây thì chiều à? Chiều chị dụng hồ cho em xây khúc đó ra luôn.
chị không biết xây, nhậu hồi chị chọn được mà chị không biết xây. Này Đặng ơi, chắc bữa nay chắc xây tiếp chị khúc đó quá. Còn khúc đó. Cái này là bao nhiêu tiền một ngày công được, Đặng? Này chắc 20 ngàn ngày quá. Này cho ăn cơm không? Gì đó? Không, tao nè, nếu như mà theo khả năng thì cần trả được nhiêu. Chứ chị thấy chị không trả rồi đó. Trả cho cái giá thị trường của mấy anh phụ sao đó, thì trả vậy chứ. Trả cho tao nè. Chứ đâu có cao hơn được đâu. Không, mà nếu như mày còn làm thợ, mày có mướn tao không? Không. Ủa sao hả? Sao kỳ hả? Đúng là... Tại vì nào giờ đấu phụ hồ đâu mà mướn. Thì ta mới vô nghề, ta làm non chút xíu, gì cũng có ban đầu chứ, đúng không? Rồi giờ bắt dáng nói qua cái học bên đây được rồi đó. Đổ qua đây luôn đúng không chị? Ừ. Cái này mà làm không quen mà là vài ngày nó phồng tay liền luôn á. Tưới nước nó còn lúng xuống nữa. Thì lấy dáng hay gì, lấy dáng lót hay gì? Chút đầy đi mới lấy dáng lót bên đó. Khúc trước đó xây thẳng ra trước luôn hay là bắt tới chỗ phòng hàng ba chị? Xây này xây tới hàng ba chút nghe ha. Ừ. Rồi đấy là cái căn làm việc. À. Tại vì còn bữa hôm còn khúc mà hết giờ rồi. Dạ. Nên thở nó về thôi chứ chị rồi còn khúc gì đó. Mình xây luôn đặng cho người ta vô cát luôn. Ừ, xây luôn đặng mình đổ nữa mình làm luôn. Nhưng mà làm hột kháng nước quá. Dạ. Cho em xin miếng nước này, khát nước quá. Cái nước nãy quên mượn mua nước đá. Bữa nay chị không có mua nước đá vô đây uống. Để xuống ghe uống miếng nước đợt ơi. Một ghe vậy là bao nhiêu khối ta? Sao? Ghe nhiêu khối anh? 11 khối. Chị đẩy xe gùi được không? Không, chị không đẩy xe gùi được. Nhưng ngày xưa chị đi cũng đi ghe như mấy anh gì đây nè. Là chị chỉ xúc cát bỏ lên xe gùi thôi. Chị đẩy xe gùi được là chị hay luôn. Chứ chị không đẩy xe gùi được. À, chết. Với đẩy có một cái miếng dán nè, mà cũng đẩy quen đẩy được. Ừ, đẩy cái đòn này không quen là không đẩy được đâu. Nước ở trên chảnh có nguyên một bình nước luôn anh thấy không? Bình nước lọc. Dạ. Ở đây tại ghe bơm ghe lớn vô không được hay sao? Cái này ghe lớn vô được mà nhưng mà cái này lớn quá. Cái này mình đợi nước lên mình mới chạy vô đúng không? Không, bây giờ đi vô trực tiếp luôn. Vậy hả? Ở đây nước đâu có lên xuống gì đâu em. Nước nó bình bình vậy đó. Quay lên ghe nữa hả? Quay lên ghe nữa. Ở cát này mình lấy ở đâu anh? Lấy ở ngoài giữa ngoài á. Ờ. Bên Ngọc Điệp á, ấp 6 bển, tức là Ngọc Điệp cũng lấy xà lan từ vùng trên xuống đổ á. Nhưng mà so với trên mình là nó giá cao nhiều đúng không? Không, cũng vậy. Vậy hả? À. Thật ra thì Bùi Hồ rất là quậy nha cô bác của anh chị. Đẩy thử cái anh. Được không? Hồ ơi. Trúng anh bên đây đó. Né ra mới được. Ây da. Ây da. Ồ, mình đẩy hay chưa trời? Đẩy rồi. Nghe nói Đạt đẩy được vậy đó. Nói ai tin? Nhưng mà anh đừng xúc đầy quá, xe này quá đầy. Xe đầy đẩy đi rồi để chị xúc cho em đẩy. Anh à. Chứ em đẩy được. Xe gùa này lần đầu không biết dở lên lỡ lật liền. Mình chưa đẩy lần nào á. Cái này mình được hai miếng dán bự em ha. Cái xe một xe này nó cũng nặng ký lắm á. Đúng rồi, cỡ dính dám có cái trăm á. Cỡ trăm ký hả anh? Đúng rồi, cái trăm ký á. Đâu đẩy được xe có gì chứ không nướng em, hai người đẩy xe vòng đó mà. Được chưa? Được rồi. Ơi nhẹ xe này dễ đẩy mà. Có cái coi cho nó gắt đó. Trời ơi. Chỉnh mới được. Hay quá trời. Ồ ghê không? Ghê không? Ghê không? Ồ sao đẩy hay vậy? Không phải Đạt hay chị ơi mà tại em dở đó. Không phải Đạt giỏi đâu. Tại Hồ nó dở hơn Đạt thôi. Ngày xưa chị cũng đi ghe cát đá gì đây nè Đạt Hồ. Dạ.
chiếc xe rồi. Vậy hả? Nhưng mà làm sao để mình cân bằng cái bánh nó cho dễ, hay là tại đẩy lâu rồi quen? Đẩy lâu quen. Hai tay mình chịu không đều cái lật liền. Đó, mới nãy thì đẩy xe ít, cái này lên xe nhiều hơn. Hay quá Đạt ơi. Ô trời ơi. Rồi. Quá hay luôn. Quay phim luôn đi. Vậy, khó người đẩy được lắm không đúng anh? Không sợ thất nghiệp. Nói chung là Đạt á thì nó làm thì không sợ đói, mà nó không làm nó mới đói thôi. Anh hiểu không? Nó làm thì nó không bao giờ nó sợ đói. Từ khi nào nó không làm nó mới đói. Nói chung cũng bỏ ngày này khoảng 6-7 tháng nay rồi. 6-7 tháng hả? Ôi trời. Hôm nay là ông Tư vui dữ không chị? Vui, chơi vui lắm. Cái chiếc xe gùa mà mình thường đẩy á, mình sửa chữa, mình làm cho nó dễ đẩy. À. À, những người có nhà thấy họ làm không có mệt luôn á. Những người ta có nhà người ta đâu có mệt đâu. À, đúng rồi. Vui. Nói chung là ngày hôm nay chị ngày hôm nay mà chị Hương mà có được nhà thì cũng nhờ sự chung. Ngày hôm nay mà chị Hương có nhà thì cũng nhờ sự chung tay góp sức của tất cả cô bác quý anh chị. Thứ nhất là giúp cho ông Tư có thể đoàn viên được với con cái của mình ngay tại thành phố Cà Mau. Thứ hai á, là chị Hương cũng có được cái mái ấm, cái nơi mà để gọi là thoát cái cảnh sống trọ rồi. Thì sao không vui được? Ừ. Ở phía trước mặt đường 5 tắc, ở sau này lên đỡ 7 tắc đó được. Cũng năm. Nó lúng. Ở phía sau á, đất nó mặt đất nó thấp hơn. Chiều nay một ghe nữa, ngày mai hai ghe nữa. Rồi khi nào thì mới xây tường chị Hương? Khi nào ấy, cái này xong cát mình cắt xong lắp này xong rồi mình bắt đầu mình lên cột. Ừ. Lên cột rồi mình xây. Ừ. Nhất dạo quá. Bơm thì lại bơm cái một là xong rồi, tí một hồi là xong. Cũng bơm được ha. Mặt chưa chị? Chưa. Chị chưa ăn cơm luôn á. Chị chưa ăn cơm, sáng giờ chị chưa ăn cơm luôn á. Chị tính hết ghe này chị về hay sao? Hết ghe này chị mới về. Bộ ăn ghe ăn cơm rồi. Thôi anh ăn đi, em ăn rồi anh lấy về anh ăn. Chị muốn lúc dở đi. Dạ dở được rồi. Mình đang nhiệt tình chưa không? Không, này dân địa phương ấy nhỉ? Này cũng mấy anh trong ấp chị có thấy được hoàn cảnh chị gì của mà anh cũng nhiệt tình lắm. Biết mà hiểu rõ về cuộc sống của chị và hoàn cảnh gia đình chị lắm. Thấy mẹ đơn thân rồi không ai làm phụ giúp gì. Chắc khoảng xây đúng một tháng nữa xong thì quay nhà chắc đẹp lắm ta. Mình tưởng tượng lại thì mình tưởng tượng chắc đẹp lắm ha. Dạ đúng rồi. Em thấy cát là nó sẽ mau hơn nhiều so với đất á. Đúng rồi, bữa đó đổ có một xe một ghe đất một mà nguyên ngày luôn á. Ừ. Cũng luôn là đất xốp như ở mặt đất trên mình giống gì nè. Không. Này đất dẻ lắm thấy không? Nhắc à. Nó không có xốp. Chắc hết ghe đó chắc đầy cái được cái hộp này nữa quá. Ừ, chắc được học này nữa. Còn 3 học trước.
mấy học ngoài trước mới đặng tại đất không có đất. Mấy cái học này nó có đất. Cái này một ghe là 11 khối hả? 11 khối. Hết cái này là dự tính là bao nhiêu khối chị? 11, 22, 33 khối. 33 khối hả? Tính 3 ghe đó là 33 khối đó. 3 ghe? Ừ. Thì ghe này, hai ghe đó tại nó nhiều hơn. Ừ. Rồi còn cái ô ngoài trước với cái đường này nữa nè. Ừ. Hai cái học này nó ít cát là tại vì nó có đất rồi nè. Dạ. Còn mấy cái học trước nó không có đất. Đúng rồi, lúc đầu đổ đất thấy nó không, nó tính là tiết kiệm nhưng mà thấy nó không có tiết kiệm được gì hết. Mà nó lại công nhiều hơn mà lại chậm, tiến độ nó chậm hơn. Rồi thêm chị không có không có thời gian để làm cho đất nó dẻ được nè. Cho nên đổi. Né được. Cái này khó một cái là giờ 2 ngày đẩy cũng không được nữa. Đi lên xuống có miếng dán à. Được. Mới một tuần trước thì còn một cái nền trống, một tuần sau thì bây giờ đã ra cái hình của cái nền nhà. Cái hình nước cái nền nhà đó. Đúng là mau thiệt ha. Mà thời gian trôi qua tự nhiên mình thấy nhanh ghê. Thời gian có thể giết chết một con người mà, nhanh lắm. Mới ngày nào còn nhỏ xíu giờ thấy chị già không? Bây giờ trở thành là... Mình không ngờ luôn đúng không chị? Ừ. Những ngày mà mới khởi công mới bắt đầu mà đào móng đó chị, lúc đó chị lo dữ. Lo lắm chứ. Nói chung là hầu như chị lo suốt ở đây luôn á. Rồi bây giờ tới phần đổ cát thấy cũng nhẹ nhàng. Cũng lo. Bây giờ nói chung là giờ thấy phần nào cũng phải lo hết. Giờ phần này cũng lo mà mưa mốt xây lên thì cũng phải lo nữa nè. Ra thành sảnh một cái nền nhà của mình rồi. Cái này lấy cái nền thành phẳng là sao? Phẳng là cũng như là đã lên được cái mô hình nhà. Để thôi cô chú anh chị không hiểu là cái từ thành phẳng. Mình chưa có cái xây cái nền đó, mình không biết đất mình từ đâu tới đâu. Có nghĩa là thành phẳng á là nó giống như đã nên hình một cái ngôi nhà. Nó đã ra hình một cái ngôi nhà rồi chứ không phải là còn một miếng đất trống như lúc trước nữa. Vô là mình cũng biết chỗ nào phòng khách rồi, chỗ nào phòng ngủ rồi. Đúng rồi mình đã phân ra sẵn rồi. Thôi hôm nay đến đây thì cập nhật cho cô bác của anh chị thấy, cũng tranh thủ về ăn cơm cho chị nha. Chị hết ghe này rồi, hết ghe này chị về ăn cơm. Dạ. Chị đói ghét rồi, nó cũng quen rồi. Chị ở tiếp sau ha. Bye bye chị. Rồi bye em.